chờ đợi đến kiểu gì chúng ta cũng phải lọt vào vòng trong ạ. Thật sự là chiến binh Syri. Trước tiên buổi buổi sáng hôm nay thì xin đã đi vào chương trình đầu năm và xin giới thiệu với bạn thân mình một chút. Sinh năm 1976, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại chia sẻ. Đấy, bây giờ thì chị rất là may mắn, chị đã
mình không bao giờ mình thử lại được. Và thực sự tôi này thì là người rất là thích giúp đỡ người khác, cho nên là gặp ai mình cũng nói, gặp ai mình chia sẻ. Nhưng ngày trước ấy thì mình chia sẻ như một con điên, nhưng bây giờ thì mình lại biết cách như thế nào là chia sẻ rồi. Bởi vì nếu như chia sẻ lan tràn như thế thì không có hiệu quả, không có hiệu quả thì mình lại lạc lòng. Nên là mình phải nhặt ngắm ngắm nghĩa và là phải cắn nốt. Em xin cảm ơn chị. Đúng là vừa được nghe cái câu chuyện về sản phẩm và vừa được nghe những cái cách chia sẻ của chị. Ở trong đây thì chúng ta đi vào đây, chúng ta làm khi mà chúng ta chăm sóc khỏe cho chúng ta tốt rồi, nhưng mà chúng ta mang cái tốt này đi chia sẻ, chúng ta lại phải mang đúng thời điểm, đúng người, chứ không phải là đi chia sẻ như chị cũng vừa bảo là đi chia sẻ như một con kiến. Thực tế là nếu mà chúng ta muốn chia sẻ, muốn như kiểu là cái món quà của mình ấy, mình muốn trao đi ấy, nhưng mà mình phải biết cách trao. Cần trao đi, có những người ở trong hệ thống của ta làm việc và các bạn đã chia sẻ rằng là cháu ơi, em ơi, anh chia sẻ được 100 người mà không ai đón nhận. Đó, thì đây cũng là một cái cách mà chúng ta có cho đi vô tội vạ. Món quà của chúng ta nó đắt giá như thế, nó tuyệt hảo như thế, mà tại sao chúng ta lại cho đi vô tội vạ, cho không đúng người, và đâm ra là người ta sẽ quay lại, người ta cười lại cái và người ta không nhận cái món quà của mình. Thì bây giờ qua cái câu chuyện của chị Liễu và qua cái bài học của chị Liễu, chúng ta cũng có một cái bài học rất là sâu sắc, đó là chúng ta tìm đúng thời điểm, đúng người, chúng ta hãy trao vì món quà của chúng ta. Hằng Nga thì cho cái món quà này là món quà như một bà tiên đấy. Còn anh chị em nào mà đã sử dụng rồi thì không biết là cho là món quà như thế nào, biết là bản thân Hằng Nga là cho một cái món quà này là bà tiên ban tặng cho. Vâng, rất cảm ơn chị Liễu, cảm ơn cả nhà đã được nghe những cái chia sẻ của chị Liễu. Bây giờ phải nào mình tiếp tục ạ. Còn anh chị em nào có câu hỏi gì không? Em xin mời cả nhà mình ạ. Tôi ạ. Vâng, mời tôi. Vâng, em xin chào chị Hà Nga. Em xin chào tất cả các chủ tính ở trên Zoom. Chào tất cả các cô chú ở trên Zoom. Em xin tự giới thiệu, em tên là Chổ Văn Tiết. Em năm nay thì 34 tuổi. Em ở Tuyên Quang, em ở Lâm Bình ạ. Vâng, thì em mới vào CPD đây được gần một tháng ạ. Thì em biết CPD đây là bạn có bạn Tiểu Thông, là tầng 1 của các bạn Tiểu Thông ạ. Và hôm nay thì em cũng đã, trước khi vào với CPD thì em cũng đã đặt lấy kích cực ở công ty. Thì em đã đặt lấy kích tình thức khớp về cho gia đình của em dùng. Bây giờ thì em sau khi em đặt về thì em lấy cho mẹ vợ của em uống. Mẹ vợ của em thì uống cái thuốc xương khớp như theo bác sĩ của bệnh viện kết luận là thần kinh tọa thoái hóa cuộc sống vẫn bị chế đêm, xong là thần kinh chèn ép vào cuộc xương khớp. Thì trong quá trình thì mẹ em uống thì cho đến hiện tại thì được gần một tháng. Gần một tháng, nhưng mà em trước khi cho mẹ uống thì đã nói đến mẹ thì thậm chí thời gian đào thải thuốc này sẽ có cái cơ chế để đào thải cơ thể của mình. Mà trong cái thời gian uống thì bây giờ cũng được 23-24 ngày rồi. Thì bình thường mẹ đau thì có đi làm được, mình có ngày mà đi làm được. Thì nhưng mà uống cái thuốc này vào rồi thì bây giờ mẹ đau tăng lên, có những ngày mẹ đau không ra khỏi được bệnh viện. Thì em cũng rất là lo, mặc dù biết là trong thời gian đấy là đào thải thôi, nhưng mà em cũng rất là lo và em đã lên nhà đến nhà mẹ để phải giúp cho và học mẹ vào các cái mật mã mật khẩu. Từ sáng nay thì mẹ cũng có vào nghe, thì hôm nay thì em cũng muốn lên hỏi các thủ lĩnh thằng Nga hoặc là các cô chú ở trên công thì ai có cái đá dùng cái thuốc này và cái dùng cái bệnh này rồi
mặc dù em cũng biết rồi nhưng mà lên đây thì phải chia sẻ cho mẹ em được yên tâm trong cái thời gian mình điều trị và ủng hộ ở bên của nhà mình. Em hỏi là không biết là thời gian gặp phải là mất bao nhiêu lâu mà em thấy mẹ đang như thế thì em cũng rất là sốt. Em cũng như thế là em Okay, xin cảm ơn cái câu hỏi của em. Thế em có thể nhận biết lên để giao lưu được không em? Bố tinh thần mạnh như là bố ấy. Tinh thần là gì? Bố em tên là Phan Văn Tình. Tên anh của gia đình. Để viết tên là gì? Quan Văn Tình. Quan Tình. Chị có thấy mà. Cảm ơn chú Quan Văn Tình đã chia sẻ ạ. Bật mic lên ạ. Không nhìn thấy đó em. Không nhìn thấy ạ. Con em vừa điện cho mẹ bảo là bố vừa vào được. Tình trạng này của em đau thì đau đang tiếp tục tốt đây nhất khoảng đau quốc mẹ em năm nay được gần 60 tuổi hơn 50 tuổi rồi chị mẹ đau sống khớp mẹ bị thoái hóa đốt sống lên đốt sống cổ đau lưng gần đau là chính và thoái hóa của cổ đau bị liệt chân ép một đầu thì anh nhớ khi mà em thấy nhiều bệnh quá em có lên một điểm gì ta
ăn hơi nhiều thì anh em thì chút anh bảo uống cái gì uống nhiều như thế mà chết à, anh bảo thôi thì anh chỉ nghỉ đã. Thế thì ngày hôm đây là hai hôm thì em có gửi sản phẩm nó về, nhưng lúc đấy thì em quyết định là em lấy cái liệu trình mất cũng cho anh em bị mất cách đây là anh có là suốt 3 tháng nay em chưa chợt mất nên có khi là chỉ chưa tránh được vượt mất mà không ai cũng điện thoại là không tìm được. Em mới nói rằng là em từng mất một năm trước đây, em có cảm giác mất ngủ một đêm dài không thế nào đấy, thì em chia sẻ này với anh là sản phẩm đã về rồi và em rất là mang ơn anh chị ấy, thì mà em mới tập được trên tuyên quang anh chị giúp em rất là nhiều. Thế thì anh bảo thế mà cô nói như thế rồi để anh dùng xem như thế nào, thì anh em đón nhận sau khi mà biết rằng nỗi đau sau anh đồng cảm thì anh cảm nhận rằng cách đây hai hôm thì em lại nghe chị em gái rằng là anh này không thể ngủ được và ai mà khi mà đang ngủ chưa cũng không có điện thoại đến là không ngủ được dậy đâu nên lên sau cũng là cả đêm không ngủ được cả đêm trong năm một không ngủ đấy. Hôm qua anh em đã đón nhận và cái kết quả là gì thì em có rất là nhiều luôn bản thân em được khách hàng đến người mà em chia sẻ thì em tin chắc chắn rằng là từ cái kết quả các em muốn và tham dự và hôm qua các em bảo là tham dự và ăn sẽ trong vòng 2 tháng tham dự được chỉ ba rồi mọi người có thấy một điều rất là tuyệt vời CV rồi. Em thấy rằng là em có thể là và trước đây anh chị em mang em mà con em không biết cách nào để trả ơn và như khi biết sản phẩm CV ngày hôm nay rồi em trao giá trị của em và em trao cái thứ chỉ mà em đã không có cái gì biết ơn quá nhiều tiền không bao giờ có kết quả có cuộc sống hạnh phúc được đúng không ạ. Chắc chắn rằng là riêng với cái liệu trình này trong vòng 3 năm này anh em được cải thiện rất là nhiều.
Cũng là một ngân hàn bệnh, cháu nhiều lần chia sẻ, tôi cũng đón nhận rồi đến ngày đấy là tôi mệt
mệt mỏi ngủ quá, tôi đi ra nhà cháu và cháu chia sẻ là tôi cũng bị ốm đau, cho nên là cũng cứ thử tiên một lần đón nhận luôn. Và từ đấy là tôi vào suy nghĩ là từ đúng hôm 20 tháng 6 là năm vừa rồi đã đón nhận cháu chia sẻ cho, và từ đấy thì tôi cũng có lấy sản phẩm về trải nghiệm, và qua tháng đầu là tôi đã thấy biến chuyển rõ rệt về như vậy, tức là tiền đình não của tôi. Và bao nhiêu lần đi viện thì hầu như một năm là có những năm tôi đi viện 4 lần chỉ về tiền đình não, và coi như là tiền đình não của tôi rối loạn tiền đình não đã 7 năm, và đồng thời là về viêm họng hạc mãn tính và viêm tức là thanh quản, bác sĩ nói là sống chung với lũ đấy, có nghĩa là suốt đời đấy thì không bao giờ khỏi được. Chính vì thế cho nên là tôi cũng cứ thử tin tưởng sẽ đi lấy một lần, nên là tôi đã cải thiện được trong vòng 1 tháng là đến nay là tôi cũng không tái phạm lại đau đớn về tiền đình não là mất ngủ triền miên được. Từ ngày tôi sử dụng sản phẩm siêu đi thì đến nay là tháng 2, hầu như là tôi một vấn đề về chữa về tiền đình não và đồng thời là về viêm họng hạc mãn tính, cũng như là tôi tự thở về viêm thanh quản mãn thì bác sĩ cũng nói là không bao giờ chữa được nữa, chỉ sống chung với lũ. Và bệnh tôi bị giãn dây chằng đã phải đến 30 năm nay rồi, coi như là chỉ có thuốc tây là chỉ đỡ, xong là lúc mà không nó phát bệnh là bệnh viện nó lại như vậy. Đến nay thì tôi là đã những cái căn bệnh tôi là bước đầu là tôi đã cải thiện. Trước nhất là tôi rất là cảm ơn CPD và cảm ơn những người đã trao cái giá trị đấy, là cháu của tôi là Nguyễn Duyên đấy ở thị trường Lào Cai, cho nên là tôi rất biết ơn và cả hai vợ chồng là anh chị đấy. Thế cho đến giờ thì là từ khi mà tôi đã sử dụng sản phẩm là đạt kết quả trước nhất là cho bản thân, tôi đã mang cái giá trị của cái thuốc CBD gọi là sản phẩm thực phẩm chức năng cao cấp của Nga, thì tôi đã uống và trải nghiệm và khỏi bằng thật, và bây giờ tôi rất sung sướng. Tôi cho nên là hôm nay cũng từ nãy giờ là tích và tích bao nhiêu lần nhưng mà rất là run. Thực sự là cũng nói trước đám đông thì có thể là nói được, mà nói trên đây thì tôi rất run. Thế tôi thì đấy năm nay đã 68 tuổi rồi, tôi bảo thôi cứ thử tin lấy một lần, vì cuối cuộc đời biết đâu lại sống thêm được, trẻ thêm, khỏe thêm, để con cháu cũng được quây vần bên cha mẹ, bên mẹ. Thế thì tôi cũng ước nguyện vậy, nên quyết định là tôi đã đi theo CBD. Trước nhất là tiền bạc tôi chưa biết, mà tôi biết về sức khỏe là tôi rất sung sướng. Nói thật với tất cả các trước nhất là lĩnh hàng Nga, và hai là toàn thể cô dì chú bác, các cháu thì là bậc cháu, thế tôi đấy tuổi như vậy thì tôi tin tưởng như thế. Thế nên là tôi lan tỏa, tôi cũng đi chia sẻ như chị lúc nãy cũng lúc đầu là thực sự là tôi khỏe bệnh rồi, tôi đi lan tỏa tôi cũng như là một người điên. Thế nhưng mà lúc đầu là thực ra mà cũng không biết chia sẻ mấy. Bây giờ qua là trước nhất là các buổi Zoom là tôi vào điều đặn nghe, tôi cũng đã đúc kết và cũng từ thủ lĩnh cao cấp cho đến là trung bình, hoặc là bằng như là tôi chẳng hạn là đấy 2 tháng như vậy. Thế nên là bây giờ thì tôi cũng chia sẻ câu chuyện chốt lại như này ạ. Thì cái bệnh thực ra mà nói là khi chia sẻ tôi cũng có nói qua với cái căn bệnh là tôi mới hỏi trên Zoom, và đồng thời hỏi cháu tôi là người dẫn đường đấy là chị Duyên. Và em bây giờ có cái bệnh là Alzheimer, tôi thực ra là cũng còn chẳng nhớ mấy, tôi phải ghi vào giấy về hỏi cháu tôi và cũng lại hỏi lên trên Zoom. Thì các anh chị bảo cái bệnh này là thuốc này không phải thuốc chữa bệnh, không phải là thuốc, nhưng nó là thảo dược, nó là thời đại thông minh 4.0, cho nên là cứ tin tưởng một lần đi. Thế là tôi cũng có nói với mẹ của cái cháu đấy, quyết định lấy một lộ trình theo cái pháp đồ điều trị của các y bác sĩ và các giáo sư của Nga đấy đã truyền tải sang đến Việt Nam mình, cho nên là cháu hãy tin vào một lần đi. Thế nên là tôi cho cháu uống đến nay là gần 1 tháng, thì thực sự là cháu cải thiện và tôi rất phấn khởi. Từ chỗ mà cháu thực sự nhảy tầng 2 lần mà coi như không thoát được, thế mà bây giờ là tôi lấy cái lộ trình này cho cháu uống. Lúc đầu là cháu cũng rất điên rồi, nói chung là ai cho uống thuốc cũng không uống, thậm chí là cháu uống thuốc của bệnh viện, chỉ sống chung với thuốc bệnh viện thôi. Thế đến khi là cháu cứ loạn hết như thế, toàn đi lung tung, và lúc về là cứ đập phá như là một nói nhưng mà rất điên, không hề cho uống thuốc được, thuốc khác phải có người đến thuê người đến cho uống thuốc cháu uống. Thế nhưng tôi rất phấn khởi, nó
lên đây cho tất cả thiên chúa cùng nghe, có thấy sung sướng đối với tôi và với cháu không? Là cháu đấy coi như là bây giờ cháu đất đê coi như là quét nhà, và đồng thời là cháu cứ đòi uống thuốc cùng bà của tôi đưa đến ạ. Thì mọi người có thấy sung sướng cho trước nhất là cho cháu đấy và cho gia đình cho bạn của tôi là đã đi được như vậy. Cháu cứ bảo mẹ là đi vào cảm ơn bà tôi đi, bây giờ là con khỏe rồi đấy. Cho nên là tôi cũng chia sẻ lên đây là như cái trường hợp vừa rồi là thần kinh ấy, thì tôi nghĩ là cái cháu này là đã bị là trên 20 năm rồi, bây giờ cháu 30 tuổi nhỉ. Thế mà nói chung là cháu đi lung tung, những lúc khác mà chưa uống thuốc mà của thảo dược CBD à, thì cháu coi như là đi lung tung và lúc về là mẹ bắt vào khóa vào trong nhà cũng ra. Bây giờ này là cháu coi như là sáng dậy biết tự lấy ăn và tự coi như quét nhà, và đồng thời là cháu cứ đòi uống thuốc là sản phẩm CBD thôi, còn thuốc bệnh viện cháu cũng uống ạ. Thế thì tôi rất phấn khởi chia sẻ đây cho toàn thể anh chị em trên Zoom. Nếu ai có cái bệnh Alzheimer hãy tin tưởng đến thuốc thảo dược là sẽ tiến triển và sẽ cải thiện được bệnh 100%. Tôi xin hết ạ. À, vâng, xuất sắc quá, cháu cảm ơn cô. Thì vừa rồi em Hằng nghe thấy chia sẻ của cô đã có thêm những tin động lực gì cho em? Dạ, em biết ơn thằng A vì em đã tin tưởng hoàn toàn vào sự sản phẩm. Em muốn là em giúp đỡ được nhiều người thôi. Thì khi mà em chia sẻ, mẹ bạn ấy ra quyết định luôn vì là của mẹ của con. Thì là khi bạn ấy bị vấn đề này là ông chồng của cô là bỏ đi, còn lấy vợ hai, thì chỉ có cô và con thương nhau, nuôi nhau. Thì bạn này thì năm nay 29 tuổi, bạn tự ở nhà, mẹ bạn đi chợ từ 4 giờ sáng đến tối về, bạn tự ăn. Có nghĩa nấu nướng xong bạn tự ăn, thì thường gọi điện bạn vẫn nghe điện thoại trường hợp đến một lúc nào đấy là bạn ấy tăng động với bạn đập phá. Đập phá thì không dám đập những cái đồ to đâu, bạn chỉ đập cái đồ xong nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Cũng ý thức là được cái TV nó đắt tiền lên đồng đấy, nó cái quạt này nó quạt điện nó mát nó hữu dụng nên là không dám đập, nó bị con đấy. Là em tin tưởng với một tin tưởng và em đã lấy một điều chỉnh đầy đủ 3.400.000 cho cô, và cô rất là tin tưởng em nên em hỏi như vậy để mà nhưng mà có một tiền thì em sẽ nhờ cô đôi giúp đỡ để cô cho cô ấy để em có một cái niềm tin hơn. Em tin tưởng nhưng mà em ý nghĩ của em là như vậy. Em biết ơn thằng Nga và cô lời rất là nhiều mọi người đã nghe chia sẻ của em ạ. Cô lời có thể chat cái số điện thoại của cô lên đồng chat để cho mọi người, một số người đang xin số điện thoại của cô ạ. Biết ơn cô. Chia sẻ cho mẹ em biết có niềm tin hơn. Xin mời cả nhà mình cho đi ạ.
xin mời về nhà mình ạ. Thằng Nga cho chị chia sẻ. Mời chị ạ. Xin chào, thử định là cao cấp thằng Nga và tất cả các ba anh chị em có mặt trên Zoom. Mình xin giới thiệu mình là Cao Thị Nguyễn đến từ thị trường Nam Định. Hiện là cũng đang công tác tại trong ngành y. Nhưng mà đến cơ duyên đến với CVD thì cũng là một ngân hàng bệnh. Bản thân là cũng mắc bệnh viêm đa khớp và sau khi dùng sản phẩm CBD thì cải thiện rất là nhiều bệnh cho cơ thể mình, như hôm nay buồn trứng là đã có cái chỉ định mổ của bệnh viện phụ sản Hà Nội Viện Trung ương nhé. Với hai nữa là bệnh dạ dày và bệnh tê bì chân tay, bệnh viêm amidan hấp mãn tính. Những cái bệnh đấy là hoàn toàn là khi dùng sản phẩm của CBD là đã cải thiện được hết. Nhưng mà cái điển hình nhất là tầng một của Cao Biến là ở bên Cộng Hòa Séc, là em Nguyễn Thúy là có cái bệnh về xương khớp rất là nặng, cả nhà thoái hóa này, kinh tọa này, rồi là bên đó là sướng lạnh, nên là cả nên là bạn ấy bị rất là nặng. Bạn bị năm nay là 26-27 năm rồi cả nhà. Nhưng mà khi bạn ấy đã điều trị viêm tế bào gốc ở Việt Nam mình đó, và tiêm được 4 năm rồi không khỏi cái bệnh của bạn ấy vẫn là bị đau và rất là tê chân tay rồi là khó chịu. Nhưng mà mặc dù là bạn ấy đã sử dụng rất là nhiều thực phẩm chức năng của Pháp này, của Mỹ này, của Hungary, của các loại, nói chung là ai mà cái gì bạn ấy dùng cái đó nhưng mà không cải thiện được. Nhưng mà mình chia sẻ cho bạn ấy cách đây khi mình đến và biết đến CBD thì cách đây là hơn một năm mình chia sẻ, nhưng mà bạn ấy cũng còn nghi ngờ, không đón nhận. Nhưng mà sau 4 tháng vừa qua mình đã chia sẻ cho mình gửi sản phẩm sang đó, có người Việt Nam và sang từ Việt Nam sang đặc biệt thì mình gửi cho bạn ấy, thì bạn ấy dùng thì đến nay là bạn dùng được 4 tháng, bạn dùng được 2 tháng cả nhà, bạn thấy sản phẩm tốt quá, bây giờ bạn cũng kinh doanh của mình. Và bây giờ là điều tuyệt vời nhất là bạn ấy khỏi hết những cái bệnh của bạn ấy, như về bệnh thoái hóa này, bạn không đau mỏi nhức nữa. Và đào thải thì đầu tiên thì bạn ấy dùng thì bạn ấy thấy có hiệu quả, là bạn ấy mở mã luôn đến tiệm để bạn tham gia kinh doanh tập đoàn cùng mình. Và điều tuyệt vời nhất là những cái bệnh của bạn ấy nhiều bệnh lắm, bệnh dạ dày thì bạn bảo là bạn ấy nếu mà ăn cái gì như nhất là cái cà muối ở Việt Nam ấy, là thích đã ăn là cứ ăn xong khỏi mồm là đi ngoài là nhỉ. Nhưng mà sáng nay bạn ấy ăn thoải mái, không tiêm cái gì, nhưng mà khỏi được cái bệnh đó. Và những cái bệnh là tê bì chân tay là đến nỗi là bạn ấy không bội được đầu cả nhà, không bội được tóc từ mình, không bội được tóc đó. Nên là những cái đó là bạn ấy khỏi được, mà bạn đã tin theo cái sản phẩm của CBD, bạn ấy rất là tin. Và nhất là cái nếu mà trong cái điều chỉnh cũng điều chỉnh viêm khớp này cả nhà và anh gì hỏi cho mẹ đấy, thì cũng phải tư vấn trước cho bà biết là uống cái sản phẩm này trong cái bệnh xương khớp là đào thải rất là đau đấy, rất là đau, nên là phải kiên trì. Vào đây là phải dùng sản phẩm tất cả các bệnh thì phải kiên trì, nó đau do đào thải. Nên là cái bệnh xương khớp này, thoái hóa hay thần kinh tọa là mình phải kiên trì mà phải dùng đúng đủ đều, và phải có thời gian thì bệnh chắc chắn là cải thiện được. Đấy, chẳng qua là thoái hóa rồi là nó thiếu những vi chất cần cho xương, đấy, cho xương, cho khớp, nó dẫn đến đau mỏi nhức. Đấy, cả nhà mình đấy mà. Và mình cũng sau đây mình cũng xin hỏi cho bạn Nguyễn Thúy ở bên bên Séc ấy, thì là cái giờ này bạn không vào Zoom được, giờ này là giờ bên đó là còn sớm, còn đêm, nên là bạn ấy có một khách hàng là bị tự kỷ, và bị tự kỷ nhưng mà
trong nhà mình ai đã dùng sản phẩm của Simili và cải thiện được cái bệnh tự kỷ mà không nói được thì cho mình xin để mình chia sẻ lại cho Như Thúy ạ. Xin mình xin hết, xin cảm ơn em, chào các hàng Nga, xin cảm ơn cả nhà đã chú ý lắng nghe. Em cảm ơn chị ạ. Vừa rồi thì bạn Chẩu biết đã, Chẩu biết đâu rồi em. Em vừa nghe thấy chị ba mình chia sẻ như thế thì em đã có thêm tin vào để cho mẹ sử dụng. Em Chẩu biết đâu rồi. Còn ở trên thương không em? Rồi ok, cảm ơn chị ba mình đã cho đi. Thì bây giờ chị lại có thêm một cái câu hỏi để dành cho mẹ em. Mẹ em đã có ai có chưa đâu. Kết quả như thế chia sẻ cho chị Kiến ạ. Xin mời cả nhà mình ạ. Dạ vâng. Mời chị Kiến ạ. Em mời chị Kiến ạ. Chị Kiến có chia sẻ được không ạ? Chị Kiến lại là nhà mình ai giúp chị Yến giúp em ạ? Chị có một khách hàng chị bao nhiêu tuổi rồi chị Yến ạ? Anh bảo là em đó là 5 tuổi em ạ. Chưa biết nói. Bây giờ là chị hỏi là xem là cái liệu trình sử dụng sản phẩm ạ là cái kết quả có thể sử dụng được. Đấy, chị hỏi xem là ai đã sử dụng và có kết quả rồi để cho họ có niềm tin. Ơi, chị xin lỗi, chị giờ đi làm rồi. Dạ vâng ạ. Xin mời cả nhà mình giúp chị Tiến ạ. Ai đang có một kết quả để sử dụng cho em bé thì ạ? Giờ không chưa nói được ạ. Chị Tiến đây chắc là không có ai có kết quả. Là cái trường hợp này ở bên tiệm em ạ. Nên là người ta không vào giúp được ấy. Alo, em Hoàng Duyên ạ. Cảm ơn chị An. Xin mời Hoàng Duyên ạ. Em giới thiệu em là Hoàng Duyên, em ở thị trường Bình Thuận ạ. Em cũng nghe rất nhiều kết quả chị Hồng Lý có chia sẻ ra đấy. Chị Cao Biến có kết nối chị Hồng Lý có rất nhiều kết quả về tình của các cháu bé đấy ạ. Cảm ơn. Dạ, em xin hết là em cảm ơn. Chị cũng nghe nhiều kết quả về não rồi, nhưng mà chị cũng nghe vẫn trực tiếp để chị quay video chị gửi cho bạn đó. Xin cảm ơn em Hoàng Duyên nhé. Em xin hết ạ. Cảm ơn em Hoàng Nga. Dạ các bạn, em cảm ơn chị Duyên. Chị Biến ơi, nếu mà chị Duyên đi. Có trường hợp này một tí. Dạ các bạn, xin mời ạ. Vâng, em xin phép chào các anh. Em xin phép hỗ trợ trường hợp này một tí thì là cái trường hợp này thì trẻ tự kỷ, như là trẻ này là 5 tuổi đúng không ạ? Thế thì trường hợp này trẻ tự kỷ này thì em muốn hỏi lại một chút là cái hiện tại bây giờ cái nhận thức của trẻ như thế nào ạ? Trẻ có nhận thức được không ạ? Cái bạn vừa hỏi thì chưa hỏi kỹ mà bạn chỉ nói là cái cháu bé này 5 tuổi mà chưa nói được anh ạ. Vâng, tại vì là như này, nó cái thể tự kỷ thì nó có thể chia ra rất nhiều thể, trong đấy có những cái thể ví dụ như mình nói là trẻ có nhận thức được và không nói được, và trẻ có nhận thức nhưng mà nói không được. Như vậy thì cái liệu pháp điều trị của nó thì bên em cũng phải nói luôn như này, đối với trẻ tự kỷ thì các phương pháp liệu pháp tâm lý là rất là quan trọng, và đặc biệt là khi mà trẻ không nói được thì phải cho trẻ tham gia vào cái lớp điều trị mình nói đâu ra là điều trị để hình thành cái hoạt động ngôn ngữ của trẻ ấy. Đấy, nó mới giúp cho trẻ khôi phục nhanh. Đấy, chứ còn nếu mà đơn thuần nếu mà sử dụng thuốc không ấy thì rất là khó, vì cái trẻ tự kỷ này nó kết hợp với dối loạn ngôn ngữ nữa. Đấy, thì là chị phải lấy sản phẩm bên này dùng để cải thiện não bộ rồi thì là rất là tốt rồi, thế nhưng mà phải cho trẻ đi tham gia vào mấy cái lớp để phát triển trẻ thơ cho trẻ đấy, phát triển tâm sinh lý của trẻ, để kích ngôn ngữ, và phải đi khám để xem là cái dối loạn ngôn ngữ của trẻ này nó có liên quan gì đến hệ thống não bộ hay không. Đấy, bởi vì là nguyên nhân của tự kỷ thì nó có rất nhiều nguyên nhân, trong đó nó có các nguyên nhân về di truyền não bộ. Nếu mà chỉ là do trong quá trình mang thai mà tiếp xúc với nhiễm độc, hoặc là do môi trường giáo dục tâm lý nó không tốt, thì là sử dụng sản phẩm này rất là tốt trẻ. Vâng, nhưng mà nếu có nguyên nhân đến não bộ với các
các nguyên nhân đến cơ quan, đến hệ thống tai mũi họng thì mình phải xem xét việc này nữa. Vâng ạ. Vâng. Vâng, em cảm ơn anh Hưng nha. Vâng. Chị đến đã quay được từ một tháng rồi. Thôi, em đang ngủ ngay đi con. Quay hết rồi. Chị cảm ơn em Hằng Nga nhé. Vâng. Xin cảm ơn chị. Cả nhà mình bây giờ thì em sẽ dành một cái thời gian còn lại để cho một số anh chị em. Trong ngày hôm qua rất nhiều người mất ăn mất ngủ. Chúng ta những câu chuyện sử dụng sản phẩm hay là những cái câu hỏi gì chúng ta sẽ để giải đáp. Còn bây giờ thời gian là bạn là bạn, cho nên là chúng ta hãy dành thời gian cho những người đã mất ăn mất ngủ trong ngày hôm qua lên đây chia sẻ. Đó là chúng ta khi mà chúng ta tham gia với tập đoàn chăm sóc sức khỏe thì chúng ta biết chúng ta có những gì cả. Đó là chúng ta có sức khỏe và bên cạnh đó chúng ta có nhiều thứ nữa. Và chúng ta có thêm nguồn tài chính thu nhập cho chính bản thân chúng ta và gia đình chúng ta. Nhưng mà trước tiên em xin mời câu chuyện về một bạn, một tư vấn viên nào mà vừa dùng sản phẩm vừa có tiền. Có nghĩa là chưa có cái tư duy để kinh doanh ấy, mà đã có ví dụ có một số cái thu nhập ít thôi nhưng mà niềm vui và làm mất ăn mất ngủ giống như Hằng Nga này. Trước lúc đầu bắt đầu tham gia tập đoàn chăm sóc sức khỏe thì xin thưa với cả nhà là Hằng Nga chưa sẵn sàng tham gia cái công việc này đâu. Và lúc đó thì cũng vô tình thì trên đường đời tất bật thì vô tình gặp được em Hà Thị chia sẻ cho thì Hà Thị là bác sĩ, cho nên là mình tin về tin lúc đấy mình đang muốn có cái giải pháp để điều trị cái căn bệnh trong người mình. Nhưng mà lúc đấy cũng sĩ cử lắm, không có kể hết bệnh đâu, chỉ nói là chị mỗi bị đau lưng thôi. Bây giờ em không cần phải nói gì nữa, tốt nhất là em lấy cho chị một cái liệu trình để chị sử dụng, nếu tốt rồi thì chị làm. Thế nhưng mà đúng cũng thật sự là may mắn, chúng đã gửi tất cả nguồn lực về cho Hằng Nga và Hằng Nga có niềm tin mãnh liệt ngay từ ban đầu. Đến bây giờ tham gia thì có kết quả thì không biết nói dối. Cái tháng đầu tiên thì em ta khi mà sử dụng sản phẩm trong đấy là về tài khoản 240.000. Thực ra 240.000 thì cũng chẳng giải quyết được cái gì cả nhà. Nếu mà chúng ta chỉ trông vào cái 240.000 thôi là một cái số tiền rất là ít ỏi. Nhưng mà vì đó cũng là một cái động lực và đó cũng là một cái mà một cái tư duy của mình thay đổi và một cái để mình tò mò, nên là đang quyết định tham gia cùng với lại tập đoàn. Lúc đó là 240.000 và ngày hôm nay thì em muốn những cái lời chia sẻ của anh chị em nào chỉ được ví dụ 100, 200 và 500 đâu đó mà chúng ta thấy có cái niềm vui có thể lên đây chia sẻ giúp em ạ. À, xin mời cả nhà mình ạ. À, có ai có mất ngủ không ạ? Thì nay em sẽ gọi những người lớn ạ. Xin mời cả nhà, ai chúng ta cũng từ con số 1, ai chúng ta cũng từ trong cục đấy chui ra đúng không ạ? Xin mời ạ. Dạ, xin chào thủ lĩnh các bạn Nga, chào em Tiến Du. Hiện tại em sẽ giới thiệu một chút, em tên là Nguyễn Hữu Cương, ở trường chuyên khoa Tuyên Quang. Em cũng bước vào CV này được 3 tháng rồi, nhưng mà cái sách nhập và em cũng ít đòi thôi, hơn 1 triệu. Nhưng mà thế này thì em được biết đến cái sản phẩm thì rất là tốt. Em có câu để báo hiếu bố mẹ này, giúp đỡ con em không phải tay, không phải đi viện. Nên là em vô cùng biết ơn và cảm ơn những người hướng dẫn và những người cao cho em vô. Và em biết ngày hôm nay em hay mất ngủ và mình làm cũng hạnh phúc khi mình có cái thu nhập nhỏ nhỏ và đây là cái động lực để em phấn đấu sắp tới để em chuyên tiếp các mục tiêu để em tới cái đích cao hơn. Và em xin cảm ơn chị. Em tham gia được em tham gia từ tháng 5 chị ạ. Mất ngủ về cái con đường ở đây hay là mất ngủ với số tiền có qua người thông báo? Mất ngủ
nhỏ rất là ý nghĩa. Đấy là cái lao động nhất trình. Cảm ơn em. Cái số đấy nhỏ đâu, nếu chị Hà Na rất to đấy. Là chị Hà Na bắt đầu là được có 240.000 thôi. Chúc mừng em nhé. Chúc mừng em. Chúc em sẽ bay cao bay xa và thành công nhanh nhanh trên con đường CV này. Bởi vì là vào đây chúng ta có rất nhiều tiền, rất nhiều thứ, cực kỳ nhiều phần thưởng và phần thưởng trong đây cực kỳ khổng lồ. Em hãy hành động nhanh lên nữa nha. Chúc mừng em. Và tiếp tục xin mời các bạn nghe cái sự chia sẻ của bạn. Đó là, xin mời công lý. Xin chào mình là chào ba anh chị em tên đầy đủ là Hồ Văn Quý ở Biên Tiên Quang, có cơ duyên vào đây được để biết đến CD rồi của đề tiếp thì rất biết ơn và cảm ơn chú đấy, và đồng thời rất biết ơn và cảm ơn tập đoàn CD đã cho một sân chơi bổ ích. Mình vào đây ấy, chỉ vì là chữa bệnh thôi, mình là bị bệnh tim hiểm nghèo đấy. Nếu mà mình không có cái CV này ấy, chắc không có đến ngày hôm nay để nói chuyện với tất cả các bạn anh chị đây. Thế này là vào đây ấy, tháng đầu tiên ấy, chỉ được 200.000 thôi. Đó là mình vào bắt đầu từ tháng 5, giữa tháng 5. Bây giờ là tháng thu nhập là tháng 7 qua 8 mà chưa có được 3.400.000, rất là vui đó. Nhưng mà mình vui cái niềm vui đầu tiên, mà cái niềm vui nữa là mình vui giúp cho được nhiều người được thu nhập nhỏ nhỏ đó, có thể 2-3 triệu, 1 triệu, mấy trăm đó, mình rất là vui. Cái cách để mà lại giúp được rất nhiều người cũng khỏi bệnh mà lại được thêm thu nhập nhỏ nhỏ đó, là mình vào đây rất là vui cái nhiều cái đấy. Thế nên mình vào đây là không bị buồn và giúp đỡ được nhiều người bị trầm cảm chẳng hạn, thế có thể là vào những thế bí thì mình giúp đỡ được rất là nhiều đó. Thế nên là mình rất là biết ơn, cảm ơn tập đoàn đã ra đời và chiết xuất cho những sản phẩm hữu ích cho nhân loại ở Việt Nam của mình, để có một cái sức sống khỏe mạnh và có một cái tương lai sáng ngời và có một cái thu nhập tuyệt vời. Rất là vui, xin cảm ơn công ty. Một cái thu nhập như thế là bằng một giáo viên hợp đồng ở trường chị Hà Na đấy. Chúc mừng em nhá. Em muốn có thu nhập cao hơn thì hãy cho đi một điều chắc chắn là cái số tiền như hôm nay em được thông báo đó, nó sẽ nhân lên rất nhiều lần, cho đi nhiều lần nó sẽ nhân lên. Rồi chúc mừng em. Bây giờ thì em xin mời một cái thu nhập cao hơn nữa, cao hơn nữa. Chương trình xin mời anh cũng làm ạ. Ông hàng xóm mình có một cướp thì bao năm cũng che anh chị em trong phòng đấy, anh một đứa ông đấy. Anh vào từ lúc nào đây anh? Từ sáng mà ông đang hỏi ông ấy ra tôi thấy. Cái mạng của anh kém quá. Mấy kém quá, không nghe rõ được. Xin mời một thu nhập cao hơn. Các bạn đi. Xin mời các bạn.
Mình đã giúp được